Dòng thì nó đang thực nhiêu đó, còn cái số này muốn lên bao nhiêu được, lên nhiêu cũng được, lên 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 thoải mái lên đi đó. Đây là sự lừa gạt trên mạng mà nó lừa hoài, ai cũng đi tin đó nè. Mình tăng cái số này, cái dòng thực nó có tăng được đâu nè quý hàng, thấy không? Đây tăng tiếp, tăng lên, tăng thoải mái đó. Đây là sự lừa đảo ngọt ngào trên mạng. Hôm nay ngày đầu tuần tăng tiếp đó quý hàng, cứ coi. Cho dù mình tăng cái số này lên 500 ampere thì con máy này mãi mãi nó vẫn là có dòng thực là 160. Đây tăng lên rồi, được rồi, cảm ơn anh rất nhiều đó. Mình đã tăng lên 480 ampere rồi đó, bây giờ dòng thực nó vẫn là 170, 175 vậy thôi. Đó là sự lừa đảo ngọt ngào trên mạng mà hiện giờ rất là nhiều người thích được bị gạt. Rồi xong mã số 4, 900.000 HK 160A. So với một con máy như thế này thì mọi người thấy như thế nào? Thì trong video sale ngày hôm nay thấy cái mã này cũng như là vừa có một cái mua được máy rẻ và vừa có một cái kinh nghiệm về cái việc chọn lựa máy hàng. Máy này mà nó bán 2 triệu 6, máy này mình bán có 2 triệu 2 năm chục, bảo hành 3 năm mới ghê chứ. Còn cái này bảo hành được năm. Vậy mà người Việt Nam mình nghe nói cái khoái là nhào vô đi mua liền. Nghe nói Việt Nam đi mua liền, không đúng. Với lại nhớ đăng ký kênh nha, bữa nay làm nhiều nhiều cái máy sale cũng hay lắm bên trong đó nha. Rồi đó, mọi người coi kỹ xong máy của mình đi. Kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàng em Quyền nha. Đầu tiên là hôm nay chúc quý khách hàng có một cái tháng mới, tháng 4 năm 2024, có một tháng tràn đầy năng lượng và luôn gặp nhiều may mắn. Thì hôm thứ bảy mình có việc đi Sóc Trăng, Thanh Minh thăm viếng nhà người bạn nhân cái dịp họ tổ chức Thanh Minh đó, thì lại không tiếp tục làm cái video sale mặc dù máy cũng còn nhiều. Thì đã lỡ lỗi hẹn ngày thứ bảy, bây giờ là thứ hai đầu tuần cũng là ngày một tây đầu tháng, thì mình sẽ vô cái video sale cho nó hết máy, cho nó sạch sẽ cho nó rồi nha quý thằng, hết cái kho cho rồi. Thì trước khi vô mình cũng không muốn mất thời gian nữa, nhưng mà mình ai thì cũng có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà quý khách hàng có thể chọn lựa kênh máy hàng anh Quyền bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, nhấn thẻ chuông để nhận những video mà mình sẽ post lên hàng ngày về những cái dòng máy rất là chất lượng cũng như những dòng máy phù hợp với mọi đối tượng khách hàng ở trên mọi miền đất nước nha quý khách hàng nha. Rồi không mất thời gian nữa, mình vô ngay bây giờ. Thì đâu đang đây là con máy cũng là sale và mọi người nhìn thấy rõ bên trong em đó nha, 100% của hãng Gia Xích làm. Nếu không phải thì quý khách hàng mình sẽ đền tiền gấp đôi. Đây là dòng máy cũng mình thâu lại của một anh khách nào đó, mình quên mất tiêu rồi. Đây là máy còn mới, một gần như là chưa một lần sửa chữa. Mình định nói 100% là nói tào lao, không đúng. Độ mới gần như là 90%. Đó quý khách hàng nhìn kỹ, 12 MOSFET, 12 diode. Đây, 2, 4, 6 là 6 diode, 2, 4, 6 là 6 MOSFET, đối xứng lại bên này. 8, 10, 12 con MOSFET, 8, 10, 12 con diode. Ngõ ra, đây là dòng máy tích. Đó, đây là đúng của hãng Gia Xích. Nếu nói không phải, mình sẽ lộn đầu đất đi. Đây là toàn bộ số series của nó. Hai thằng ha. Rồi, đây là máy do hãng Gia Xích sản xuất và có chức năng hàng que. Cái vỏ của nó mình đang để lạc đâu rồi, mấy bữa mình mở ra, ngày mai quý thằng nào mua thì mình sẽ đi tìm mình đóng vô. Thì đã thấy rõ bên hai bên hông rồi, nhìn bên trên xuống nữa nha các thằng nha. Thì con máy này mình cũng bán rất là rực rỡ lòng em thôi, cũng rẻ thôi. Thì máy này mình vẫn cam đoan với thằng là mình sẽ bảo hành là 18 tháng bằng một con máy mới mà thằng Gia Xích có chữ welcome nó đang bán luôn. Máy này hình như là có Gia Xích có chữ welcome luôn đó. Thì bây giờ mình bán cho quý khách hàng giá 2 triệu 300 ngàn, bảo hành 18 tháng y chang là một con máy đang để trong hãng luôn. Máy mã số 1 trong video sale tiếp theo này nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm đường khí hạt gông vô và mình sẽ tiến hành hàng thử liền, em nói liền để khỏi tránh mất thời gian trong dài. Phía trên mình sẽ cắm đường khí hạt gông. Đó quý khách hàng thấy không? Rồi đầu dưới này mình sẽ chấm dây khí hạt gông. Rồi gắn khí hạt gông xong rồi mình thấy luôn nha. Mã số 1 2 triệu 3. Đó, nhiều máy quá mà làm dài video cũng có người vô chửi mắng sùm hết. Thôi bây giờ mình làm cố gắng làm nhanh này, mọi người thông cảm dùm cho nó. Còn ai mua mà tin tưởng thì mua, còn không tin tưởng thì thôi. Tin tưởng thì mua, mình sẽ hướng dẫn chi tiết tiếp tục trong lúc quá trình nhận hàng. Chỉ qua hình ảnh Zalo. Rồi kẹp mát gắn dấu cộng, kìm hè súng hàng tích gắn dấu trừ rồi. Rồi lụm hai miếng inox ra quất thử đường cho quý khách hàng coi, coi con máy này như thế nào. Bán 2 triệu 3 là cũng rẻ lắm chứ không có mắc mỏ gì trơn. Giờ quý khách hàng mua của thằng Gia Xích nó cũng nè, máy này nó có độ mới còn 8-90% lần, cho nên tụi nó
nó sẽ hút cái khách hàng giá cũng phải 4-5 triệu bạc nếu là máy mới. Rồi bây giờ mình mượn cái này mình làm cái bàn hàng luôn mới giữ nè. Rồi kẹp mát vô đây, nó đơn giản với này, không có khó, hàng tích đó. Rồi mình sẽ đưa nó vô đây mình làm cái bàn hàng luôn, nó tại chỗ này luôn. Rồi gắn này vô, nó quý hàng coi mình hàng này nha, dòng hàng mình sẽ đặt là dòng mình nhõng lên chỗ này để cho khỏi nó gian dối mập mờ luôn. Đó, mình sẽ làm gì cũng cụ thể đó, không có gian dối. Để đây, rồi lấy cái này làm bàn hàng và mình sẽ thử con máy này liền, mời tất cả mọi người theo dõi. Nó đặt cái kẹp mát sơ sơ này cũng nó đã hàng được rồi. Rồi tay thì để kẹp mát đây, còn một tay thì sẽ hàng. Rồi mình hàng cái miếng inox này 1,5 ly thì mình chỉnh lên dòng khoảng tầm 130 thằng ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng liền, mời tất cả quý hàng theo dõi. Khí mình đang mở nhỏ xíu luôn á, vô nè đó, em nó sẽ dính lại một điểm liền, mọi người thấy không gian gió ngập mờ gì đây đâu. Đây đã dính lại rồi nè, giờ đơn giản rồi, bắt đầu mình sẽ kẹp mát vô đây và tiếp tục mình hàng đầu bên này. Mời mọi người theo dõi luôn nha, rất đơn giản. Khí là mình mở rất nhỏ luôn nè, mọi người coi nè, qua đây mới thấy ha. Để má công ngồi bên này ngược bên này cũng không thấy mình hàng, nó má công nó mình nói gian dối mập mờ nữa. Rồi mình sẽ ghép cái điểm bên này nữa, có hai điểm. Thường mà chúng ta hàng tích lúc nào cũng vậy, phải ghép hai điểm đó, muốn hàng gì phải ghép đó. Điểm thứ hai là thấy không, khí thì để nhỏ xíu và chỉnh lớn một xíu. Rồi rồi bắt đầu bây giờ tiến hành hàng một đoạn thật là miên man cho mọi người coi. Bon điểm giữa cái này nè, à, rất được trở lòng em đúng không. Rồi vô, rồi vô 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 đó. Ai quen ta thì mình có thể hàng được mã số 1, 2,3 triệu. Máy hãng gia xích tích 200 an, nó hàng trắng long lanh chiều nội trú này các bạn thấy không. Máy mình hàng chỗ này giống như là hàng tích lạnh rồi đó. Xong hàng vô cái thùng quéo luôn, quá dữ không. Xong đây là mình đã thử rất kỹ, muốn thì nhỏ nhỏ lửa lại xíu mình kéo đường miên man cho quý hàng coi cũng được, không sao cả. Rồi mình sẽ cầm trên tay và mình sẽ hàng thẳng trên đây để mọi người thấy rõ luôn, mình hàng rực rỡ lòng em luôn. Mình để dòng này ha, đối với miếng này thì mình chỉnh dòng tầm 45 ampere, và mọi người sẽ thấy mình hàng liên tục một đường, mình kéo cho tất cả quý hàng coi nha. Vô, mời tất cả quý hàng theo dõi, vừa cầm vừa hàng luôn. Vô. Bây giờ mình hàng nha, mời mọi người coi nha. Đây, đây là mình sẽ hàng kéo trên tay này. Đầu tiên hồi nãy là mình để dòng cao để mình hàng bon, thì bây giờ mình vẫn đang có thể kéo. Đối với đồ mỏng thì mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình sẽ kéo bình thường. Mã số 1, 2,3 triệu. Quý hàng đầu video vô coi nhớ bấm đăng ký kênh. Còn tiếp tục đừng có tua, bên trong mình sẽ làm tiếp máy nữa. Chứ mới vô thấy con máy này không phù hợp với mình, cái bắt đầu mình tua nó ổn lắm. Rồi đây là mình đã thực hiện xong một đường bon và một đường kéo trên máy tích 200A mã số 1, giá 2,3 triệu trong buổi chiều đầu tháng, và cũng là một buổi chiều là đầu tuần luôn. Rồi mã 1 rất rực rỡ lòng em, 2,3 triệu. Phụ kiện thì mình cũng nói rõ luôn trong lúc mình đang dán cái mã luôn, thì một cái đuốc hàng tích xịn hào W26, 3m kìm hàng, 3m kẹp mát, một cái đồng hồ ạc gông và 3 bộ kẹp kim hàng tích. Rồi mã số 1 xong hết ra, mình tranh thủ mình làm lẹ. Đó, một đường thì mình đang hàng bon và một đường mình đang kéo cũng rất là rực rỡ lòng em. Đối với cái mối hàng inox này thì mọi người cũng thấy rất kỹ rồi ha. Xong mã số 1, mình xin phép lưu binh con máy này. Rồi tiếp theo đó mình sẽ vô một con máy mã số 2, là một con máy là hôm nay mình cũng sẽ tương tác kho. Đây mọi người, đây là cái, nó chuyển qua đề tài máy dụng cụ cầm tay, nó mình sẽ bán rất là rực rỡ lòng em. Ui không, con máy này mình bán hồi lúc trước có rất là nhiều người đòi mua máy này giá rẻ, thì bây giờ mình sẽ xử lý luôn. Mình còn một lô này, đây là máy nó rất phù hợp với anh em làm trong ngành gọi là điện lạnh đồ này kia đó. Các bạn thấy ha, máy khoan 3 chức năng với cái công suất của nó như thế này, chúng ta cùng nhau coi, của hãng Meltan, mòn cam đoan là 100% dây đồng chứ không phải là đồ tào lao khí đế gì đâu. Vậy nó sẽ có hai cái đầu, một cái đầu để mình gài, đầu này để mình gắn vô nè, mình kéo này xuống ha, để mình xài. Mũi này là những cái mũi đục, chúng ta sẽ có những cái mũi sau đây. Này là mũi khoan tường này. Tiếp theo mình sẽ có một cái mũi đục dẹp nè. Tiếp theo mình sẽ có một cái mũi khoan tiếp theo nè. Tiếp theo đó mình sẽ có một cái mũi đục nữa nè, đục nhọn. Rồi tiếp theo đó mình sẽ có một cái mũi khoan
đó, 10 ly. Này là 10 ly, này 8 ly, rồi cái nải đầu tiên này là 4 6 ly. Rồi hai cái đục dẹp, cái đục tròn, rồi cái thước tay cầm đầy đủ rồi. Nếu mà muốn khoan qua mũi ruột gà đó thì chúng ta nhẹ nhàng kéo này ra, dài cái đầu này vô cũng xài được tới đầu măng ranh này là mũi 13. Rồi, bữa nay bán cho nó banh xét nhà lòng chợ luôn. 700 ngàn. Còn ai mà không muốn mua mà tốn tiền đúng không, thì mình sẽ thiết kế một bộ sản phẩm sale tiếp theo. Mua chung với cái máy này thì mình bán máy này 2,4 triệu, dòng thực là 180 ampe. Rồi mình mở ruột cho coi luôn nha. Tức là muốn tốn tiền thì mua con máy này 700 ngàn cũng đã quá rực rỡ lòng em rồi đúng không. Còn không muốn tốn tiền, bỏ ra 2,4 triệu mua con máy hàng que này, tặng luôn con máy này đó. Đó là cái cách mình làm một cái chương trình là lúc nào cũng phải rực rỡ lòng em, chứ không có làm tào lao được. Nếu thầy ha, xong mình sẽ cắm điện và mình sẽ thử luôn cái bộ sản phẩm tiếp theo đó. Hồi nãy là bây giờ mình sẽ ghi tạm thời ha, mã này là mã số 2 700 đúng không. Còn nếu mà chúng ta không muốn tốn tiền thì chúng ta sẽ mua mã số 3. Mã số 3 thì chúng ta sẽ được là 2,4 triệu, được miễn phí cái mã số 2 luôn. Mã 2 là một cái khoan 3 chức năng là 700k, là lỗ sạc máu rồi đó, là không bao ship nha, không bao ship. Ở đâu mà mua ra được cái mã gì là một cái máy khoan 3 chức năng, bên ngành làm, bên thợ điện lạnh rồi này kia là mua nó là rực rỡ lòng em rồi, còn gì nữa. Mua một cái chỗ có nguồn có gốc rồi còn được bảo hành nữa thì quý khách hàng còn chờ đợi chi nữa. Nó mình cố tình dán ngược vậy, không phải để ngược đâu, mình sẽ lật về đây nè. Đây, mã số 2 mình cũng phải thử cái đúng không, cũng rất là im đó, quá rẻ. Này là phù hợp với mấy người đi làm trong ngành điện rồi điện lạnh rồi đó. Đây bắn nè, đây là mình sẽ mở cái nguồn lên nè, nãy giờ mình tắt nguồn mở nè đó. Đây là hai chức năng, đầu tiên là khoan với búa nè, gạt qua đây là khoan thông nè, khoan mũi ruột gà. 100% dây đồng, nếu không phải dây đồng mình tự thiêu liền là lộn đầu con đất đi luôn. Rồi sao, đây là chức năng búa không. Rồi công suất của em nó là được nhiêu đây, chiếu vô coi dùm đi, mắt mình hết thấy đường luôn rồi. Như vậy 1300W, 50-60 hẹp, khoan được mũi là bao nhiêu ta, nó có mã là 26 trừ RE giống như của hãng Bosch á, nhưng mà ở đây mình không có làm hàng nhái. Nếu mà tụi nó làm đồ nhái nó sẽ dán vô đây là nó nói Hitachi hay con mẹ vậy đó, nhưng mà mình không có làm chuyện đó được. 700 ngàn là quá rẻ rực rỡ lòng em rồi đó, đầy đủ rồi. Bây giờ mã số 2 nói mà còn phải tốn tiền mua 700 ngàn đúng không, vậy thì khỏi tốn tiền. Muốn khỏi tốn tiền chơi qua mã số 3 này, cắm điện nguồn vô, mua mã số 3 2,4 triệu, một cái máy hàng mà thách thức với những cái con máy mà nhân danh Việt Nam, rồi máy MOSFET của mấy thằng chỗ vũ khí, rồi mấy chỗ kia nó lên nó nổ banh nhà lòng chợ đó. Mình sẽ bán với giá 2,4 triệu, sẽ có cho theo là 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp máy, cáp mập như heo. Bây giờ mình sẽ đo dòng thực nó, nhớ rõ nha, mã số 3 là 2,400,000, được tặng cái mã số 2 này, nói như vậy thì cũng quá ngon rồi. Rồi cái ruột của mã số 3 này là cái gì thì mình sẽ mở ra liền mọi người coi, và coi dòng thực luôn nha. Mã 3 mình cũng không có nhiều đâu, cái mã 3 này giờ tồn kho còn tầm khoảng 10 cái là hết, cho nên mình bán sạch luôn cho rồi, 2,400,000. Rồi đặc biệt mua mã số 3 là bao ship khắp muôn phương, tại mình lấy cái phần mà máy hàng là cái thế mạnh của mình sẽ cover được, tức là mình sẽ choàng được cho cái phần ba cái dụng cụ cầm tay. Dụng cụ cầm tay là mình không có lời lỗ gì trong này với vấn đề này hết đó. Bán để tương tác cho vui thôi. Rồi xong mã số 3 thì bao ship sẽ bao gồm là mã số 2. Mã số 3 sẽ tặng mã 2, quên ghi rõ nè. Mã số 3 2,4 triệu tặng mã 2. Tặng mã 2. Có nghĩa là mình bỏ tiền 2,4 triệu thì mình sẽ khỏi mà tốn tiền mua cái mã số 2 chi cho nó mệt. Còn ai không thích tốn thích ai thích tốn tiền thì mua này, mua direct 700 ngàn, đố ở đâu mua được giá đó luôn. Rồi gắn 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát vô, kẹp mát, đây là kiềm hàng 3 mét gắn vô dấu cộng, xong kẹp mát thì mập như một con heo đây luôn, rồi gắn vô dấu trừ, rồi rất rực rỡ lòng em. Rồi chờ mình đo dòng thực nó cái ha, coi nó được bao nhiêu ampe và ở trong ruột của nó là có cái gì coi luôn cho nó dễ.
xong đem qua đây bỏ này xuống. Rồi mình sẽ trước khi mở ruột thì mình sẽ đo cái dòng thực để tránh mất thời gian dài dòng dòng dài nha quý thằng nha. Rồi mình sẽ lấy cái súng mình mở ra luôn, rét 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 cho rồi. Đây chúng ta cùng nhau coi cái ruột bên trong em nó đó nha. Mở. Đây là cái chiên vít Lucian, giá mình đang bán cũng có 750 ngàn, xài ngon bà cố luôn. Mở. Rồi xong, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng ruột ra của nó là nó cỡ nào mà bán sao bán về lấy gì ăn nữa nha. Rồi 2,4 triệu với công nghệ là gì, 12 MOSFET là 2,4,6 này, máy mới 100% mà. Rồi 2,4,6,6,12 con MOSFET, 2,4,6 12 diode. Lý do là sao, bên kia đối xứng lại nó có 16 con MOSFET nữa, đối xứng lại có 16 con diode nữa. Đây là tụ của nó nè, 2,4,6 tụ. Rồi ở đây là kháng ngõ ra dấu trừ và kháng ngõ ra dấu cộng đều có hai cục kháng hết. Rồi cái biến trở chính bên này là biến trở chỉnh dòng chính và biến trở chỉnh hàng leo, có màn hình hiển thị. Rồi xong, đó là ruột rà bên nó bên trong, giá 2,4 triệu quá rực rỡ lòng em, được tặng cái mã đó nữa thì còn chơi gì nữa đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ cặp đồng hồ đo dòng thực vô và mình sẽ đo thử coi nó được bao nhiêu ampe, mà tại sao ông này ổng bị bệnh sao ổng bán rẻ như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái đũa hàng mình đo thử cái dòng thực cho tất cả quý hàng coi. Đó đầu bữa nay đầu tuần đầu tháng luôn là mình chơi như vậy là quá dữ rồi đúng không. Gắn kìm hàng que vô. Rồi cái kẹp mát mập như heo của nó nè, gắn vô, kẹp vô. Rồi chúng ta cùng nhau coi dòng thực của nó. Mở đồng hồ đo dòng thực lên. Đó, mua một cái máy hàng để tránh bị lừa gạt thì phải coi cái dòng thực. Còn mọi người muốn chỉnh cái số này, giờ mình chỉnh lên cho mọi người coi, 300 ampe cũng được, 500 ampe cũng được. Đó, còn chút thời gian, lấy ra mượn vít mở nấm đó. Mở. Rồi bây giờ chọt cái coi dòng thực nha, vô lấy nét chưa nè, thấy không, 175 ampe nè. Đó, coi dòng thực cho kỹ vô chứ đừng để từ người ta gạt. Đó, bây giờ dòng thực nó đang là 170 đúng không, thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái số này lên 300 nè, nhờ anh kỹ thuật chỉnh lên luôn nè, chỉnh lên 300 nè. Đây chỉnh ngay chỗ cái đồng hồ này mọi người coi nè, dòng thì nó đang thực nhiêu đó, còn cái số này muốn lên bao nhiêu cũng được, lên nhiêu cũng được, lên thoải mái lên đi. Đó, đây là sự lừa gạt trên mạng mà nó lừa hoài ai cũng đi tin đó nè. Mình tăng cái số này cái dòng thực nó có tăng được đâu nè em quý hàng, thấy không, đây tăng tiếp, tăng lên, tăng thoải mái. Đó, đây là sự lừa đảo ngọt ngào trên mạng, hôm nay ngày đầu tuần tăng tiếp đó quý hàng, cứ coi. Cho dù mình tăng cái số này lên 500 ampe thì con máy này mãi mãi nó vẫn là có dòng thực là 160. Đây, tăng lên. Rồi được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Đó, mình đã tăng lên 480 ampe rồi đó. Bây giờ dòng thực nó vẫn là 170, 175, vậy thôi. Đó là sự lừa đảo ngọt ngào trên mạng mà hiện giờ rất là nhiều người thích được bị gạt. Rồi, như riêng mình chả gạt ai nha. Mình đã chỉnh lên số là 400 mấy rồi. Thôi bây giờ mình sẽ trả nó về trạng thái cũ cái. Đưa mượn dít trả lại cái cho nó đàng hoàng cái. Giá máy có 175 thì để 200 ampe là quá rồi. Cái này là do Trung Quốc thôi chứ không phải do mình nữa. Tụi Trung Quốc nó thích làm vậy mình chả hiểu. Thay vì châu Âu là nó ghi là ví dụ một cái máy đó là 160, là model là 160, mà Trung Quốc biết mắc chứng gì là nó cứ ghi là 200 là dòng thực được 175. Rồi bây giờ thấy biểu diễn rực rỡ lòng em không, uống sắc uống éo luôn nè. Mình đã tắt cái nguồn rồi tại nó đang dính cái que, mình để vậy cho nó đẹp đó mọi người coi. Rồi nhấn nút đăng ký kênh nè ha, gắn chơi vô cây kìm đó. Rồi xong, bây giờ mở nguồn lên lại, trả về số lại bình thường, nó rất đơn giản. Mình chỉ cần đây nè mọi người coi cái biến trở này nè, mọi người để ý cái biến trở nào mà nó liên quan tới cái cọng dây để lên màn hình thì chúng ta sẽ chỉnh trả về vậy thôi. Cứ kiếm một cái biến trở màu xanh giống dày, nó dính vô cái màn hình á, mọi người thấy không, nó dính vô cái màn hình này, cọng dây màu trắng này nè đó, mình cứ dò rồi mình chỉnh cái số nó lớn chà bá lên. Đó là sự lừa đảo ngọt ngào trên mạng thì mình cũng chả giấu giếm gì với cái thằng đâu, mà mọi người không tin mình thì bị gạt ráng chịu. Rồi chúng ta đang theo dõi cái mã số 3, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4 này, mình không có làm ngày cá tháng 4 đâu nè, này mình sale thiệt nha.
không có sale giả đâu nha. Rồi đó, tạm thời mình đưa nó về 225 đi, để video nó dài nè mọi người coi nè. Đó, thì dòng thật nó vẫn mãi mãi, số bây giờ đang là 225, thì dòng thật của nó mãi mãi nó vẫn cứ chứ là 175 thôi, chứ nó không thể nào mà lên hơn được nữa đâu. Đây, nó rực rỡ lòng em không, thấy không? Rồi mã số 3, 2.400.000, được tặng mã số 2 đó, có nghĩa là mua mãi khỏi cần tốn tiền mua mã số 2 đó. Tiếp tục đốt đốt cái đũa nung lên cho nó đẹp rực rỡ lòng em nè. Nó bây giờ không chơi hàng nữa mà chơi vậy đó. Rồi bỏ nó ra đi, không quá rực rỡ lòng em. Bây giờ mới chơi hàng nè, thì cho nên mọi người hôm nay là ngày mình một đầu tháng nên mình chơi rực rỡ lòng em vậy đó. Rồi giảm số nhỏ lại chút xíu, rồi chọt một cái đũa 32 vô đó, chọt một phát ăn ngay, không có gì khó hết đúng không? Rồi chọt một phát ăn ngay. Đây quý hàng đang theo dõi hôm nay là đây là cái mã này là mã số 3, tăng lên nè, giảm số nè, tăng lên. Mã số 3 2.4 triệu tặng mã số 2, còn không thích mua mã số 3 mua mã số 2 cũng đã rẻ rực rỡ lòng em rồi. Tắt nguồn đi cho dễ thấy đường, còn có 700.000 thôi. Rồi bây giờ mã mở mã số 3 lên, mở nguồn lên là em nó hoạt động. Tắt nguồn sẽ thấy được mã số 2 700.000, mở nguồn lên sẽ thấy là mã số 3 2.4 triệu tặng mã số 2. Rồi cho nó tự hàng đi, mình tiếp tục qua mã số 4. Đây, chúng ta vừa lướt qua được mã 3 và mã 2 nha. Rồi bây giờ mã số 4 là một cái quay trở lại một cái điều tương tác nè. Rồi mọi người coi kỹ nè, mã cho nó tụi nó hàng kệ nó đi, máy xịn hào mà. Rồi mình muốn cho nó nghỉ thì mình cúp CB đây nó nghỉ à. Cúp, rồi xong, cho nó rút ra nó dọn dẹp luôn. Rồi chúng ta cùng nhau vô cái mã số 4. Đây, mình không gian dối mập mờ, đây là một anh khách thương mến ở ngoài Hà Nội. Ảnh mới vừa mua một con máy cắt 60cm của công ty mình. Nói với thằng thấy ha, nó cắt 60cm. Thì mình thâu ảnh lại con máy này có độ mới như thế nào, mình mới thâu hồi sáng này về luôn. Từ ngoài Hà Nội mình thâu về, cũng của nhân dân Việt Nam mà. Vô, coi coi nó cho theo cái gì. Đây, thì máy này thực sự mà nói cái dòng thật nó còn bao nhiêu mình chưa biết, để mình đo coi. Thu lại 1 triệu của anh Bến ngoài Hà Nội là máy có độ mới hầu như là cũng 90% á, mà mình chưa biết cái dòng này trong ruột nó là cái quái gì nữa, hình như nó là không biết nữa nha. Mà đồ mới này cao, cho anh mượn cái nụ vẽ chùi chùi này ghé ra chú coi nó đẹp không, ở trong ruột nó là gì đẹp không. Rồi trong khi chờ đợi cái nụ vẽ thì mọi người cũng thấy đây là kiềm hàng kiểu Mỹ cáp bằng đồng, để coi mấy mét đây. Anh cho anh này anh cho được là cái kẹp mát nhiêu mét đây ta, 1 mét 2 mét kẹp mát à, rất là rõ ràng. Rồi kìm hàng cho hình như được 3 mét, 1 2, đúng rồi 3 mét kìm hàng, cáp thì cũng được bằng đồng, ưu điểm đó là vậy. Rồi từ xưa giờ mình ít thấy con máy này 160 này, để coi mình bây giờ mình sẽ cắm điện mình thử nó coi nó là bao nhiêu, mình coi dòng nó là bao nhiêu. Con này là ít có thấy lắm, mình ít có khi nào mình thấy con này nó nhiều. Cắm điện nguồn vô, mở điện lên, mở công tắc nguồn lên. Cái series màu vàng này, cái này mình thu của anh Bến ngoài Hà Nội 1 triệu đồng này nha. Rồi lấy cái súng qua bắn đùng 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 đùng, trước khi lấy súng bắn đùng đùng để gắn cái kẹp mát vô, mình đo dòng thật của ông nội này bao nhiêu đó đã. Gắn vô cái này như công nghệ này như MOSFET để mình nhìn này. Không phải luôn, cái này IGBT một bo chắc chắn luôn. Quý thằng biết tại sao mà mình nhìn mình biết không, nhìn cái cây quạt này là biết liền, cây quạt nó nằm sát dưới đất này đó, tại công nghệ một bo là cái dàn công sức nó nằm sát dưới đây. Ông nội này là nhìn chắc chắn là máy một bo chắc chắn luôn. Rồi gắn kiềm hàng vô, rồi xong, nhẹ nhàng tình cảm lẫm miếng sắt của bên kia qua đo dòng thật. Cái mình đã luyện thành thiết xa chưởng rồi, cho nên mình cầm cái này nó mới vừa hàng cầm đi được ha. Cầm vô, em này sẽ là mã số 4. Rồi mình nói luôn cái giá luôn, mình mua 1 triệu mình bán 1 triệu nha, thôi bán lỗ đi, bán lỗ 100.000 á, còn 900. Nhưng mà không có bao ship nha, mà nhớ rõ là mình phân tích nè, kìm hàng là bằng cáp đồng 25 ly vuông, kẹp mát cũng vậy, cũng nói chung máy có độ mới còn rất là mới, cho nên mình thích vậy đó, mình thích bán lỗ à, chứ không có thích bán lời. Sale là phải vậy. Rồi lao lao coi nó đẹp rực rỡ lòng em nha, máy này 900.000, mua 1 triệu bán 900 nhưng mà không bao ship, bao ship nữa là tôi chết tôi luôn á nha quý thằng. Rồi mình lao cái
Nói chung anh khách này ở ngoài Hà Nội cũng dễ thương lắm, ảnh mới mua con cắt 60 cm của mình đó, lao rồi thấy nó cũng đẹp rực rỡ lòng em đúng không, còn mới đúng không, còn cái chuyện máy mới của nó, em vô lên mạng em tra mà anh con HK160A này giá nó đang bán nhiều trục, mình cũng không quan tâm là trên mạng hiện giờ nó đang bán bao nhiêu luôn, bây giờ mình sẽ coi liền HK160A đó, quý thằng thấy cái độ mới của nó còn mới rất là mới luôn á. Rồi bây giờ chúng ta đo dòng thật cái rồi mở ruột coi liền ha. Rồi mở đồng hồ đo dòng thật lên, lấy một cái đũa hàng qua rồi mình sẽ đo dòng thật liền cho mọi người coi bao nhiêu, trên mạng nó bán nhiêu. Đây kẹp vô hả, đưa mượn ra đây. Mình mới nhờ đứa em nó tra trên mạng là HK160A nè, máy hàng điện tử Hồng Ký HK160A, bấm vô rồi Minh Triết gì nè, bán 2.6 triệu đó, vàng khè y chang con này đúng không, không khác gì hết đúng không, mà máy một bo mà bán vậy là chết người ta rồi, quá mắc rồi đúng không. Rồi để coi dòng thật cái đã, rồi bây giờ mình sẽ đo dòng thật cái coi nó là bao nhiêu ampe rồi tính tiếp ha. Mặt đồng hồ đo dòng thật lên, chọt vô đây cái nha, mọi người chú ý kỹ nha, đây là gắn vô cái kìm của nó nè, chọt nha, rồi chưa, lấy nét chưa, nhiêu mấy, 170 mấy hả, để mình trả về trạng thái 00 cái đồng hồ này cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đo lại dòng thật nha, lấy nét nha, được chưa, vô bao nhiêu vậy, 170 ampe nó cái này ha. Rồi xong, mua đen 160 mà được 170 là được đó, đừng có gạt gẫm là mình thích á, mình thích ai là vậy đó, máy 170 in 160 là ok, chứ đừng có lấy máy 120. Con máy này ngon nè, tức là có 100 mình đo được 170 nhưng mà để mua đen 160 là mình thích rồi đó, là mình bắt đầu mình thích rồi đó. Để mình mở cái máy này ra cho cái thằng coi ha, đó, tới mã số 4 mình coi coi, mà nó bán tới 2.6 triệu lận hả, mà con máy này một bo mà bán 2.6 triệu là mắc quá, quá mắc. Máy một bo như cái con máy mà 210F, em vô em lấy con 210F của mình trục, lấy giùm anh phân tích khách hàng ngay tại cái điểm này đó. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 nha quý thằng, mình đang vô cái mã số 4 nha. Con máy này là HK160A, giá mình vừa tra trên mạng là 2.600.000, nhưng mà mình thấy là rất là bất hợp lý đối với người tiêu dùng Việt Nam mình. Trong khi một con máy một bo, nè mọi người coi nè, mình sẽ chứng minh cho coi, máy một bo mà bán như vậy là quá hớp người ta, người Việt Nam mình. Còn hai con ốc ở đâu đây mà sao mình giật chưa lên, nó cứng dữ vậy không biết nè. Tắt điện nguồn rồi đã. Rồi đây, coi thấy chưa, mình nói đâu sai đó không, máy một bo mà bán vậy là chết rồi, 2.6 triệu. Rồi coi con máy mình đang bán 2.250 triệu, dòng thật 180. Như vậy thì ai là đi gạt ái ở trên thị trường này. Rồi chỉ tiếp luôn nè, đây là cái rờ le sông le nè, là của Trung Quốc nè. Rồi đây là cái biến thế hành sinh nè, mình đã nói rồi, biến thế sung nè. Rồi nhìn bên này cũng xài biến thế của hãng hành sinh luôn, coi kỹ nè đó, Trung Quốc, nói đúng Trung Quốc này, nhân dân Việt Nam nè, mà xài biến thế sung của Trung Quốc luôn, tất cả đều Trung Quốc. Biến thế sung này cũng làm tại Trung Quốc, rờ le này cũng của Trung Quốc luôn đó, bên này cũng xài vậy đó. Mà con máy người ta đang bán 2.250.000, ông này ông bán 2.6 triệu, mà mình thâu lại 1 triệu, mà giờ mình bán có 900.000. Vậy cuối cùng cái ông nào mua con máy này là ông đó rẻ lời nhất luôn, đúng không, rất rực rỡ lòng em. Đây mã số 4, hôm nay mua 1 triệu, thâu về của anh Bến ngoài Hà Nội 1 triệu, bán cho quý hàng nào đêm nay thích thương mến thì lấy đó. Đang so sánh hai cái này mình đang dòng thực 180 à 210F đó, cái này thấy không, nó con này là dòng thực được 170 nãy mình đo rồi, nhưng mà máy một bo bán giá 2.6 triệu. Rồi hôm nay mình cho nó trở thành mã số 4, không bao ship khắp miền phương, bởi vì mình lỗ 100.000, lỗ sặc máu luôn rồi đó, chó y chang như trên hình ảnh như thế này. Rồi kìm hàng kẹp mát cũng y như thế này, mọi thứ mình cũng đã làm xong hết rồi, hỏi hàng thử nha. Mã số 4 vừa kết thúc luôn, rồi mọi người sẽ để ý kỹ, toàn bộ nhựa nhùng của em nó đầy đủ ở đây hết trơn. Rồi chúng ta sẽ lướt qua, tiếp tục chúng ta sẽ đi vô mã số 5, quá rực rỡ lòng em đúng không. Rồi mọi người coi kỹ cái sản phẩm mà mã số 4 cái ruột rà nữa đi ha. Ha. Rồi xuống mã số 5. Rồi thì trở về mã số 5. Mã số 5 của chúng ta là ngày hôm nay, là hôm đó mình bài con máy này ra mà mình chưa làm được với thằng.
Đây là mà cái tình trạng đợt trước mình bị cái nhà mình đang ở nó có cái bán hầm. Thực ra cái hầm đó không phải bị xì nước mà do cái phao cơ nhà mình nó bị tràn nước đi, nước thủy cục nó vô. Nước thủy cục nó vô trong cái bồn mình để ở dưới á. Rồi cuối cùng là cái phao cơ nó bị gãy, rồi nó tràn mẹ nó ướt mấy cái thùng máy ạt hy lông này của mình nè. À. Thì hy lông này quý thằng biết rồi đó, nó là máy máy ba bo 4 IGBT. Rất là xịn hào chứ không phải không. Bây giờ nó tình trạng nó bị vậy. Thì cho nên mình bán rẻ luôn nha. Trước khi mình khui ra mình nói rõ luôn. Bán máy này với cái thùng này sao là đóng đơn đi khắp muôn phương được. Thì cho nên mình sẽ thay cái thùng khác. Thì mình bán rẻ cho quý thằng thôi, 1.650.000. Nó mình cũng còn mới vừa rồi vô coi thì nó cũng còn sót, chứ đợt trước thì bán hết 30 mấy 40 cái rồi. Mà cái này là hình như nằm trong kẹt cho nên tụi nhân viên mình nó lôi ra không hết, thì hiện giờ mình đang còn tầm khoảng 10 cái như thế này. Nó cái dưới tình trạng thùng nó bị vậy cho nên mình phải đành đoạn đau lòng đứt ruột luôn, mình bán giá là lỗ sặc máu luôn, nhập là cao lắm chứ đâu có rẻ bèo vậy. Nhưng mà bây giờ đành đoạn phải bán giá 1.650.000. Rồi lấy ra. Máy này ba bo. Hoa di loãng thì tình trạng ngập nước thì chắc chắn nó sẽ bị có những cái nhược điểm sau đây. Mã này là mã số 5. Thứ nhất là cái dây điện nó bị cái điều kiện là nó hơi ẩm mốc do nước, nó có sao nói rất rõ. Nó có cái lý do của nó mình mới bán rẻ vậy. Thứ nhất là cái thùng nó bị như thế này. Thứ hai là vì cái thùng nó ngập thì cộng dây điện nguồn chắc chắn nó sẽ bị móc như vậy. Nhưng mà mọi thứ mình cam đoan máy mới 100%. Bởi vì bên trong nó có mút bảo vệ và nó có cái bọc bảo vệ. Rồi nó có kìm hàng kẹp mát nó vẫn nằm trong bọc vậy hết. Đó, phụ kiện nó y chang vậy. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình giao thì mình sẽ lau chùi sạch sẽ cho quý thằng. Giá 1.650.000 và mình vẫn bảo hành con máy này là 2 năm cho quý thằng nha. Rồi cắm điện nguồn vô. Mở công tắc nguồn lên. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái sản phẩm này. Mình đo dòng thật luôn nha. Mở maximum lên mình đo dòng thật liền. Bây giờ mình sẽ mượn cái kìm hàng của nó nè. Mọi người thấy rõ tình trạng này nha. Khi mình đóng đơn thì chắc chắn mình sẽ vệ sinh sạch sẽ cái kìm này, chứ không có để tình trạng nó dơ như vậy được. Rồi gắn kìm hàng vô dấu cộng. Tất cả mình sẽ vệ sinh sạch sẽ hết. Rồi hoa di lông rất là xịn hào, bảo hành 2 năm. Đó các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái kẹp mát qua bên dấu trừ. Máy này là mình khẳng định là máy ba bo và mọi người được quyền lên trên mạng á, mình tra coi nó đang bán nhiều là biết liền gì đúng không. Ạt 200 hoa di lông. Đây hình ảnh của nó đây. Rồi kẹp mát nó vô. Và chúng ta cũng sẽ đi đo dòng thật cũng giống máy hồng ký vậy thôi. Kẹp vô. Đó, kìm hàng của nó nè. Đồng bộ màu xanh rực rỡ lòng em nè. Chỉnh công suất maximum lên nè. Rồi lấy đồng hồ đo dòng thật. Này là nãy mã số 1 hàng nè. Cũng đẹp long lanh hơn quý thằng thấy không. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đồng hồ đo dòng thật coi con máy này giá bao nhiêu tiền. Ê, dòng thật bao nhiêu tiền. Chọc một phát ăn ngay. Bao nhiêu vậy anh? 189, cao quá rồi ta. Dòng thật quá dữ rồi. Quý thằng thấy kỹ chưa vậy? Rồi làm lại cái nữa cho quý thằng coi này nha. Vô bao nhiêu? Nhiêu? 187, 180. Ký cho là con máy này dòng thật 180 đi quý thằng. Mình cũng ăn gian chi. Dòng thật được 180. Chọc cái. Quý thằng thấy không? Rồi xong bây giờ giảm lửa nhẹ xuống. Chọt một phát ăn ngay. Mời tất cả mọi người theo dõi. Vô. Rất là thật rỡ luôn em. Chọt cái ăn ngay liền quý thằng thấy không? Đây là mã số 5 trong chương trình sale tiếp theo của ngày thứ 6 tuần rồi. Ngày thứ 6 tuần rồi là ngày 30 quý thằng. Thứ 7 là 31, không phải. Thứ 6 là ngày 29 à. 29 đúng không? À, thứ 7, 30, chủ nhật mới 31, đúng rồi. Đó, thì tiếp theo cái ngày đó. Thì bây giờ mình cũng còn mớ máy này. Đó, thì mình dán mã luôn cho quý thằng coi đây nha. Đây là mã số 5. 1.650.000. Bao ship khắp muôn phương và với tình trạng cái thùng nó như thế này đây. Nghe cái này nha. Đó mọi người thấy rất kỹ ha, mình cho nó đang tự hàng đó. Rồi bây giờ mình sẽ nhấc cái đũa lên. Rất là rực rỡ lòng em. Đó mình đang chỉnh dư lửa cái đũa nó đỏ rực rỡ luôn. Nhắc lại lần nữa là mình vẫn bảo hành cái máy này 3 năm nha. Rồi để mình lấy cái súng mình cũng bắn cái ruột ra cho mọi người coi sơ sơ cái ha. Rồi bắn cái ruột ra cái coi. Súng đâu rồi. Rồi mọi người chờ mình chút xíu mình sẽ bắn cái ruột này ra nha. Vừa cắt video á, tại vì mình mở máy nó mất thời gian, bây giờ mở ra nha. Đó đây cũng phải tranh thủ để mất thời gian của quý khách hàng. Đây 4 con IGBT nè, biến thế 100% dây đồng, mập như một con heo nè.
Nè các bạn thấy không, 8 cây diode sung ngõ ra đó, quá xịn hào luôn nè. Đó đây 4 con IBT, 8 cây diode sung ngõ ra, máy vẫn được bảo hành 2 năm bình thường. Nó bị trong cái tình trạng ngập nước vậy, mình hơi đau lòng chút thôi chứ không có gì cả. Đã cam đoan máy là xịn hào đàng hoàng và bảo hành 2 năm đầy đủ. Rồi mọi người cũng đã coi vừa rồi là dòng thực và giá cả này kia, tình trạng thùng bỗng hết rồi. Thì ai mà tin tưởng thương mến thì có thể coi theo cái mã số 5 này đặt hàng nha quý thầy nha. Rồi mã số 5 vừa xong. Rồi tiếp theo chúng ta có mã số 6 này. Đây chúng ta sẽ có một cái máy mã số 6, nó cũng sẽ rất là rực rỡ lòng em. Mình xin phép dọn cái mã số 5 này xuống cho nó trống nhà trống cửa đó ha. Đó, mã số 5 này dọn xuống luôn cho nó trống rồi. Mã số 6 là hôm nay mình quyết định mình lấy cái dòng MMA 200 WeWell này ra, mình bán khuyến mãi kèm đó. Lấy cho anh cái máy mài công tắc chỉnh tóc trung. Mã số 6 đó, mình quyết định vậy. Máy này sẽ cho 3 mét kèm hàng, 3 mét kẹp mát cáp 100% bằng dây đồng. Và mình cũng sẽ cho quý hàng biết được rằng một điều gì, trên thị trường mình bị mua một con máy nó mắc như thế nào. Đây là dòng MMA 200 rất là huyền thoại mà mình bán rất là chạy trong suốt những năm vừa qua. Nói quý hàng thấy ha, bán rất chạy trong những năm vừa qua. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, chắc có lẽ mình phải quay vô trong, mình quay ra nha quý hàng đó, để đứa em nó quay trong quay ra cho nó dễ, chứ đâu có thấy đường đâu. Nó vô cái trọng tâm của vấn đề rồi mà để vậy là đâu có thấy đường gì đâu mà quay. Nói quý hàng ha, cho nên mình sẽ đó, mình sẽ quay ngược ra. Trời đã tối rồi cho nên mình phải quay ngược ra mình, mọi người mới thấy được. Thì đây là cái dòng máy này rất là huyền thoại, và mình sẽ tiến hành bán sale cho quý hàng vài cái đầu tháng 4 này thôi, cho 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát cáp 100% dây đồng, và với giá 1.4 triệu. Trước đây mình đang bán 1.7 triệu lận, nhưng mà bây giờ trong cái xu thế là nền kinh tế nó đang bị suy trầm á đó, cho nên mình sẽ tặng cho quý hàng này ha, 3 mét kiềm hàng, 3 mét kiềm mát bằng đồng, tặng thêm một con máy mài chỉnh tóc nữa, đầu, để chúng ta có một cái thiết bị để đi làm cho nó kiếm được tiền nó hiệu quả hơn. Rồi đó, rồi bây giờ mình sẽ vô mình đo dòng thực cái con dòng máy MMA 200 này cho mọi người coi ha. Quà tặng là một cái máy mài công tắc đuôi chỉnh tóc xịn hào như thế này, 100% bằng dây đồng. Nó mình cắm điện vô cho khách hàng coi rất kỹ ở đây luôn, bóp còn nó rất tuyệt vời luôn nè. Đây là công tắc dài vô nè. Rồi mình sẽ chỉnh tốc độ nè, 5 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè, 0 nè, rất là mịn màng, rất là rực rỡ lòng em nè, thấy không? Bóp còi ra nó tắt nè. Rồi 100% dây đàn và được bảo hành 6 tháng. Trục trặc do lỗi của nhà máy Meo Tăng, sẽ đổi cái máy mài mới luôn. Rồi thì 1.4 triệu, sẵn dịp đây mình chia sẻ mọi người luôn, nếu mà chúng ta không mua dòng máy này nó uổng lắm. Dòng thực là nó cao mà giá thì đang rẻ, và cho là cho dây đồng. Đây 3 mét kèm hàng, 3 mét kẹp máy bằng dây đồng. Trong khi đó cũng trên thị trường máy inverter có chữ welcome luôn, con máy này nó đang bán 2.2 triệu nè. Rồi chúng ta cùng nhau đi đo dòng thực của nó coi như thế nào. Đây là máy da xích nha, đây mã là Ares 120 đó, chúng ta phải nắm rõ như thế nào. Và cái máy này cũng một bo, và cái máy này của mình cũng một bo, nhưng mà dòng thực mới là quan trọng. Và máy này nó bán 2.2 triệu, cứ cho 2 triệu đi, thì tại sao mà bảo hành có 18 tháng thôi ông, máy Ares này, trong khi đó máy này mình bảo hành 2 năm, cho 3 mét kiềm hàng, kẹp 3 mét kẹp mát 100% dây đồng, còn bây giờ tặng thêm cái máy mài này nữa, thì tại sao chúng ta không lựa chọn cho nó thông thái thông minh lên, mà chúng ta cứ đi theo cái xu hướng đám đông để mình bị gạt chi vậy. Rồi mình cắm con máy Ares lên, bật nguồn lên, chỉnh maximum dòng lên, rồi mình cũng sẽ đo, mình rất công tâm. Rồi mình cũng cắm con máy mình vô, rồi mình mở nguồn lên rồi luôn, mình chỉnh maximum lên. Rồi mình nói thêm một cái điều này nữa, đây là mã số 6, đây là mã số 6 nha mấy nè. Mình bán 1.4 triệu tặng cái máy mài chỉnh tóc này. Còn mọi người không thích cái máy mài chỉnh tóc này đúng không, trừ ra cho mình đi, trừ ra 200 ngàn. Rồi mà một cái máy xịn hào vậy, dây đồng luôn, giờ còn có 1.2 triệu thôi, mà mọi người không tỉnh táo ra, cứ đi mua chỗ bán trái cây, rồi chỗ bán vũ khí, rồi nó nổ banh nhà lòng chợ, thì quý khách hàng bị gạt, ráng chịu. Rồi với 3 mét kiềm hàng, 3 mét kẹp mát này mình mượn nè, cọc nhỏ
mình so sánh rất là công tâm. Rồi mình sẽ gắn cái kẹp mát vô dấu trừ nha. Rồi mình sẽ gắn cái kìm hàng vô dấu cộng nè. Mọi thứ mình làm rất là rõ ràng ở đây. Rồi cái kẹp mát và kìm hàng đang để nằm đây rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cây sắt ra, cái miếng sắt vô. Đây mình sẽ để trước mặt quý khách hàng luôn đây. Rồi kẹp mát vô. Nè thấy kỹ ha. Rồi mình sẽ lấy một cái đũa hàng ha. Rồi mình sẽ cũng sẽ kẹp mát vô. Rồi mình sẽ kẹp cái đũa hàng này vô và mình đo dòng thực cho tất cả quý khách hàng coi. Tất cả đều dặn lớn lên hết rồi nha. Rồi xong, kẹp nó vô. Rồi chúng ta lấy đồng hồ đo dòng thực và đo liền cô máy mã số 6 này. Coi coi mình mua có đáng hay không. Với cái việc mình đang tặng như vậy mình thấy rất có lợi cho quý khách hàng. Mọi người không thích đúng không? Thì cứ trừ lại cho mình 200 ngàn đi. Rồi lấy cái máy này 1.2 triệu thôi. Thì so với con máy này 2 triệu. Thì quý khách hàng bỏ chỉ thêm có nhiêu? 2.4 triệu đi. Thì quý khách hàng sẽ có được hai con máy này. Mà con máy này nó bảo có bán 2 triệu đi. Theo như mình biết là nó bán 2.2 triệu. Thì vậy mình thêm có 200 ngàn. 200 ngàn nữa thôi là mình đã có hai con máy chất lượng cao y chang luôn. Mà giá được bảo hành 2 năm. Đó, bây giờ mình sẽ đo dòng thật và mọi người chú ý nha. Yeah. Người chuẩn bị chọt đo dòng thật nha. Được chưa? Như vậy à? 140 A nha quý khách hàng nha. Đó, mọi người thấy kỹ cho khách hàng thấy kỹ chưa? Rồi, ngã qua cái chọt một phát ăn ngay, quý khách hàng thấy không? Nè, đo nè, 139 đúng không? Thấy rõ chưa? Ngã một cái ăn ngay, rất là rõ lòng em. Rồi xong, vì quý khách hàng thấy rõ đây là cái mã mình làm ngày đầu tháng 4 cho nó quá rực rỡ chứ không phải là mình bán có lời lớn gì đó, mình không quan trọng. 1.4 triệu mình sẽ tặng cho quý khách hàng cái máy mài ha quý khách hàng ha. Còn nếu không lấy máy mài sẽ còn 1.2 triệu ha quý khách hàng ha. Rồi bây giờ mình di chuyển tạm thời. Tại vì nó giống nhau cho nên chắc chắn là cái thằng này nè. Là thằng này là thằng gì đây? Thằng kìm hàng que nó cũng sẽ nằm bên này. Chắc chắn luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ mượn kẹp mát của mình. Mình sẽ gắn ở bên dấu. Dấu trừ. Quý khách hàng thấy kỹ ha. Rồi, rồi cũng y vậy. Nhỏ nhất nè. Thấy đây kỹ nha. Rồi dặn căng lên nè, căng như dây đờn nè. Rồi xong, không có dùng máy của người ta rồi đi làm tầm bậy được. Rồi mình cũng sẽ đo cho tất cả quý hàng coi nha. Bao nhiêu? 120 A nè quý hàng thấy không? Mà nó bán là 2 triệu, mình cứ cho là 2 triệu đi. Nhưng mà theo như mình thấy trên mạng là đang bán 2.2 triệu, 2.1 triệu, 2.50 triệu á, tùy theo chỗ nó bán. Đó thì mọi người thấy đi, một cái máy giày bảo hành được có 18 tháng à. Mà bán tới 2 triệu, 2.1 triệu, 2.2 triệu, 2.50 triệu thì quý khách hàng đi mua để chi cho nó tốn tiền người ta. Tức là mình mua một cái máy để người ta tính qua cái thời gian bảo hành đây 18 tháng bán tới 2 triệu, còn ở đây bán bảo hành 2 năm cho 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát bằng dây đồng như thế này mà bây giờ bán 1.4 triệu còn tặng cho một cái máy mài chỉnh tóc xịn hào như thế này nữa thì quý khách hàng nên cân nhắc nha. Đây là mã số 6 trong chương trình sale đầu tháng 4 này, rất là rực rỡ lòng em. Máy có model là MMA 200, máy này sát nó bự hơn cái con máy AT220 nha quý khách hàng nha, nó bự hơn đó, nó bự hơn con Ares này luôn. Bề ngang nè 2 tấc, này là hơn tay mình hơn 2 tấc, này là gỡ 3 tấc, bề cao này 2 tấc, cũng tới 3 tấc đó, tính luôn tới ngoài là 3 tấc, còn cái bề ngang này là khoảng 1 tấc 8 đó. Giá chỉ có là 1.400.000 cho 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát cáp 100% bằng dây đồng. Đó, quá rực rỡ lòng em. Đó các bạn thấy không? Đó thì hôm nay là mã số 6. Rồi tiếp theo, sẵn dịp thừa thắng xông lên. Mình lấy luôn ra cái máy hàng này đang gần hết hàng này, còn có 2-3 cái thôi. Nhân cái dịp cái ông mình đóng cái đơn này nè, chuẩn bị đi mà sáng ngày mai anh khách ảnh tên lấy. Tại biết sao mình cần lấy cái này không? Tại vì có soạn đồ sẵn cho khách rồi. Cho nên đây là cái dòng máy sáng mai anh tới anh lấy thôi, bây giờ mở ra luôn cho ảnh sẵn mượn cái máy đóng sẵn nè để cho khách hàng coi luôn. Thì mình đây là con máy mít 270 mà mình về mình chửi cái đám mà lừa đảo trên mạng á. Đó, máy mít 1 ký này của mình dòng thật được tới 140 lần. Rồi phụ kiện cho theo nè. Đó, mình đang bán bình thường là 1.650.000 sẽ bao gồm một cái đôi bao tay chống cắt xịn hào Thái Lan nè ha, 2 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát nè. Này mình khui bị ngược đây, 2 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát, cáp 100% dây đồng. Các bạn thấy không, mình đi khui bị ngược rồi, một cái súng dài 3 mét miên man. Các bạn thấy không? Rồi 5 cái bát hàng, 2 cái chụp khí, 1 cái ký hàng điện tử xịn hào, 1 cái cuộn, 1 cái hũ sáp. Rồi thì hôm nay trong chương trình này mình cũng cho phép mình là không hàng thử nha,
mình sẽ nói tóm tắt vậy thôi. Thì hôm nay mình sẽ bán cho khách hàng giá là 1.850.000, tặng cho quý khách hàng một cái máy mài này luôn đó. Mình chỉ còn có 15 máy nữa là mình sẽ kết thúc cái dòng máy hàng mít 1 ký này. Bữa nay mình không có hàng được, không phải là mất thời gian quá trời, tối quá rồi mới đóng cái đơn vừa xong gửi vào hàng tiết kiệm đây, motor lớn Trà Bá. Nếu quý khách nhìn thấy ha, đây là chỗ lắp cuộn dây ở đây nè, hai cuộn dây mình đã rớt ở sau đây nè, đây có một cuộn dây 1 ký không dùng khí nữa, phụ kiện đầy đủ. Vậy thì hôm nay cho phép mình là mã số 7 này mình khỏi hàng đi, mọi người đã biết rồi. Trong đường mô tả của video chiều nay thì mình cũng sẽ gửi cái đường link mà mình đã test con máy này rồi nha các bạn. Chủ yếu hôm nay là video sale cho nên là đây là mã số 7, mình sẽ quyết định rực rỡ lòng em. Đó là máy mít là có chức năng nè, mình mở điện nguồn lên cho quý hàng coi cái ha. Máy mít là có chức năng là hàng que nè, hàng mít không dùng khí chứ không phải là không có xài có khí được nha. Rồi mình cũng sẽ quyết định tặng cho quý hàng với giá rất là rực rỡ lòng em, 1.850.000. Quyết định rồi, tại vì còn có 15 20k là 10 gì đó mình trả chưa kiểm kho nữa. Rồi quyết định đưa về giá luôn, đưa về giá mãnh liệt luôn, 1.850.000 tặng cho cái máy mài chỉnh tóc mà dây đồng này luôn. Nó còn ai mà không tận dụng cơ hội thì thôi, mình cũng bó tay, mình ít khi nào lên đây gạt lắm. Còn mọi người không tin đi mua chỗ bán vũ khí bán trái cây đó thì ráng chịu. Còn nếu không thích lấy cái máy mài này mà không biết tận dụng đó, coi như mình bỏ ra có 200.000 mà mua được cái máy mài đó không biết tận dụng, thì quý khách hàng có thể mua máy này 1.650.000 với những phụ kiện mình vừa đang nói nãy giờ, không có gì cả. Nó không có gì, ai không có ai bị mất gì hết, mình chỉ luôn luôn đem đến lợi ích cho khách hàng thôi. Nếu mua 1.850.000 thì sẽ có lợi hơn rất nhiều. Còn không thích mua 1.850.000 thì quý khách hàng cứ tiếp tục mua 1.650.000 với những phụ kiện mình vừa liệt kê. Mã số 7 rất là rực rỡ lòng em. Rồi xong, bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển qua mã số 8, mã số 9 bên kia. Đó, mình đang nợ một cái người bạn, rất là một cái ân tình. Thì bây giờ mình phải cần giải quyết cái ân tình này luôn cho nó xong nha quý khách hàng nha. Rồi đây là mã số 8, còn đây là mã số 9 mình trả nợ ân tình nha quý khách hàng ha. Rồi thì cái cộng dây điện nguồn này là không có cho theo cái máy này nha quý khách hàng. Cộng dây điện nguồn này của máy 1000A của mình á, nhưng mà mình mượn để mình gắn mình thử thôi. Thì đây là một đứa em thương mến ở trên Bình Phước á, nó mua cái máy này là hồi đó nó mua của Tân Thành là mười mấy triệu bạc á. Thì bây giờ nó vì hoàn cảnh gia đình thì nó không còn làm cái xưởng lớn như xưa nữa. Xưa nó làm kết cấu thép, còn bây giờ nó đã chuyển qua nó làm nghề khác rồi. Cho nên là nó nhờ mình thâu lại, nói thật lòng với quý hàng là nó nhờ mình thâu lại. Nhưng mà mình nói anh bây giờ kinh tế đang suy trầm mà mấy con inverter Tân Thành này thì nó cũng nặng nề quá, anh không có thâu đâu, thôi anh bán giùm em thôi. Thì đây là mã số 9 đó, với cái giá hồi xưa nó mua là 10 mấy triệu, mình không có quan tâm nữa. Nhưng mà bây giờ nó nhờ mình bán lại thì mình thấy rằng kinh nghiệm mình thì giá sẽ là 5 triệu. Thì ai là cần một cái máy công nghiệp thì có thể mua được nha quý khách hàng nha. Rồi thì mình cũng sẽ vô liền. Đây là mã số 9, giá 5 triệu ha quý khách hàng ha, mã số 9 5 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ gắn điện 3 pha vô, mời tất cả mọi người theo dõi. Mình sẽ gắn L1, L2, L3 vô. L1, L2. Rồi L3, cho mày lỏng rỗng dây vậy luôn đi, rồi mở điện nguồn lên. Rồi chúng ta tranh thủ đo dòng thực của nó luôn cái cho nó lẹ, và mình mở cái máy ra cho quý khách hàng coi luôn. Mình sẽ lấy cái súng mình mở đùng đùng ra luôn. Rồi mình đo dòng thực cái. Trước khi mình mở thì mình đo dòng thực cái. Máy này là mã số 8. Mã số 8 nó sẽ là 5 triệu nha quý khách hàng nha. Tính ra cũng rẻ đó. Bây giờ trời nó cũng đang bị tối rồi, chắc có lẽ mọi người sẽ quay ngược vô trong đi nha. Để mình quay về cho nó thấy dễ hình ảnh nha. Chứ mình quay dạ ngược ánh sáng khó chịu lắm. Rồi chúng ta sẽ thấy rõ được cái máy rồi, mình quay ngược từ vô trong rồi. Đó, mình sẽ gắn của nó xài đầu cốt với này, nhìn nè. Thì mình cũng bắt sẵn về để cho mình dễ quay phim thôi chứ không phải mình bắt ẩu tả gì đâu nha. Rồi mình sẽ gắn kìm hàng kèm mát cho mình đo dòng thực của máy này. Rồi mình cho quý hàng coi cái ruột rồi mình bán giùm đứa em thôi. Nó là tên là
Mọi người muốn biết kiểm chứng về thông tin này thì mình cũng sẽ cho thôi. Nó tên là thằng Nam ở trên Bình Phước á. Thì bây giờ mình cũng sẽ đo dòng thực cho quý hàng coi. Cũng đơn giản thôi, mình gắn chặt mát vô đây ha. Rồi lo vô đây, chặt mát. Ây da, nó mình đụng vô cộng trừ cái nó nẹt luôn á, thấy là thấy ghê không? Rồi mình sẽ lấy cái đũa hàng, cái mình đo cái dòng thực này đó, mình mở ruột cho quý hàng coi luôn. Mã số 8 giá 5 triệu đồng. Nó thằng ha, bán giùm đứa em chứ không phải cái máy của mình. Tức là nó kêu mình thâu lại, mình nói thật ra anh nói thiệt với Nam chứ trong giai đoạn này kêu anh thâu mấy máy này lại chi, anh trong kho anh tồn còn nhiều lắm. Cho nên đừng có kêu anh thâu máy này. Thì đây là con máy hàng que của Tân Thành. Đó, bên này là nó có bật lên đây là chỉnh trên panel nè. Nè các bạn thấy nó ghi chữ panel, bật xuống đây là chỉnh trên remote. Ở dưới này nè các bạn, có chỗ bắt remote dưới này nè. Nè các bạn nhìn thấy tay mình chỉ ở dưới này có nè nha. Có remote. Rồi, bật lên đây là chỉnh trên mặt máy. Rồi xong bây giờ mình đo dòng thật rồi mình báo giá cho khách hàng luôn á. Mấy ngày nay hứa hoài mà chưa làm video cho nó cũng hứa vậy mà không làm cũng kỳ. Rồi mình sẽ đo dòng thật cho mọi người coi nha. Rồi mời tất cả mọi người theo dõi nha. Vô đó, dòng được 355 ampe, nhớ nè, 350 đó, in là 400 nhưng mà đo ra là 350 đó, điện 3 pha đó, nó quá mạnh đi cho nên nó đốt rất là nhanh. Dòng lấy được không? Em lấy được cái hình không? Được rồi, thôi rồi xong. Thì máy này là mã số 8 nha quý nè, 5 triệu đồng. Rồi để mình tắt nguồn cho nó an tâm đó, mình nhờ đứa em nó mở ruột cho quý hàng coi. Rồi mình sẽ vô luôn cái mã số 9 nha. Đấy, thời gian video nó dài quá, mình sẽ mở này ra. Rồi mình còn cái máy mã số 9 cũng của chính đứa em đó luôn. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái điện nguồn cho nó an toàn, rút L1, L2, L3 ra. Rồi trong lúc mà mình sẽ vô cái mã số 9 nha, thì mình sẽ coi luôn cái cho đứa em nó mở mã số 8 cho quý hàng coi cái điện đó. Đó, mình để cho nó ngồi ở sau lưng mình nó mở luôn. Rồi bây giờ đây là mã số 9. Thì mã số 9 này là con máy này là nó mua, nói là xuất xứ là của Singapore. Oddwell gì đó, nó theo lời nó nói thôi nha, nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái này chắc chắn cũng là Singapore thiệt, nhưng mà cũng đặt ở bên Trung Quốc nha. Nhưng mà tụi Singapore thì nó đặt máy cũng chất lượng cao. Thì cho nên bây giờ mình con máy này thì mình cũng bán giùm cho nó luôn, giá là 4.500.000. Thì mình sẽ mở ruột cho quý hàng coi liền sao. Bây giờ mình đi đấu điện nguồn cái nha. Mọi người chú ý nha, cộng dây điện nguồn của nó hơi cục nha. Đây, nó hơi ngắn quá. Đây mã số 9, 4.500.000. Mình đi đấu cái dây điện nguồn cho. Này nó hơi cục quá. Ba này mình mở rồi không làm không tới thì chi. Bây giờ quý hàng chờ mình lấy dao mình rọc ra cái mới được nha. Mình trong thời gian này lại nhờ đứa em nó rọc cái này dao đi. Bây giờ mình đi coi mã số, mình đi coi ruột có mã số 8 đi. Đây. Rọc cái dây điện nguồn bên kia đi em, coi mã số 8 đi. Đây. Khắp cái đường này. Đây mã số 8 đây. Đó, kiếm cái dao mình rọc cái dây điện nguồn để mình đấu luôn cái mã số 8 luôn em ơi. Còn mới trang chát ha. Này là xài cái công nghệ MOSFET. À nó ghép hai con MOSFET đứng lại nè, nhìn nè. Công nghệ MOSFET. Đây là một vế MOSFET, đây là một vế MOSFET. Tổng cộng 40 con MOSFET quý hàng để ý kỹ nha. 40 con MOSFET ở trong á. Không phải IGBT đâu, nó ghép hai con máy hết. 20 MOSFET lại á. À, ông Tân Thành này chơi chiêu lấy hai con 20 MOSFET 3 pha ghép lại. Đó nè. Ông ghép hai con 20 MOSFET ông ghép lại. Rồi đây là mã số 8 là 5 triệu, cũng rẻ đó quý hàng chứ không mắc đâu. Mình đang bán giùm cho thằng Nam đó, giá này rẻ đó, không mắc đâu nha. Để mình bắn cái mặt tiền này ra coi ổng làm gì đây trong này. Coi cái mặt tiền đi. Rồi. Rồi nhờ đứa em nó bắn tiếp, mình quay trở lại mã số 9 đi. Mã số 9 mình nhờ nó làm được rồi. Mở điện nguồn lên. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mở điện nguồn ở xe đít này lên. Rồi. Dặn cái này lên để coi, này nó có 3 núm, một cái núm này gọi là núm chỉnh dòng, một cái núm này gọi là hot tạc và núm này gọi là hot, tắt hai này đi. Rồi, bên này cũng có VRD on nè. Là mở đèn sáng lên nè. Là nó sẽ ngắt điện áp không tải về trạng dưới 20V. Rồi off đi thì nó sẽ mở điện áp không tải lên tầm 65 cho đến 75V tùy theo cái nhà máy nó sản xuất ra. Rồi bên này là bật lên on thì cũng có remote. Đây quý hàng thấy không, bật lên on thì cái núm này hết chỉnh được rồi nè. Là mình phải kết nối cái đường biến trở xuống cái jack này.
đó, đây là làm cũng giống giống Tân Thành vậy đó. Rồi mình sẽ bắt đầu ốp nó đi là mình sẽ chỉnh được trên trên mặt máy nè. Đó, các bạn thấy không, nhỏ nhất là 26 ampe, on một cái là tắt hết, là mình phải kết nối dây điều khiển vô cái remote này. Rồi ốp đi thì sẽ chỉnh trên đây đó, chỉnh lên 400 ampe. Rồi xong, bây giờ đây là mã số 9, giá 4,5 triệu các bạn ha. Bây giờ mình đo dòng thật cái đi, rồi mình sẽ khép video này lại thôi, rồi mình cũng lướt sơ cái ruột đó đi, gắn kẹp mát vô đây. Thì ai đang cần một con máy công nghiệp như thế này thì cũng nên tranh thủ mua đi, giá đó mình bán giùm, nhưng mà mình thấy nó cũng rẻ đó. Đó, những cái năm mà nền kinh tế nó đang phát triển mạnh thì thực ra một con máy này bán quý thằng muốn mua là phải bỏ ra tới 8-9 triệu chứ không có rẻ đâu. Con máy Tân Thành cũng vậy, mua phải 10 triệu á. Đó, nó mở được cái mặt bên kia rồi, chút mình quay qua mình coi luôn cả lại con kia luôn. Rồi, mình đo dòng thật cái nha mấy thằng coi nha. Đó nha. Bây giờ nó nhảy ghê, con này thấy nó mạnh hơn con Tân Thành nữa. Nè mấy thằng. 380, mạnh hơn con máy Tân Thành nhiều. Con máy này đủ ampe hơn máy Tân Thành luôn. Thấy được không em? Hả? 380 ampe nha mấy thằng nha. Con máy này mạnh hơn con máy Tân Thành. Rồi, 4.500.000. Thấy là nhỏ con thôi nhưng mà người ta mạnh hơn rất nhiều. Rồi để tránh mất thời gian trong dài thì mình cũng cúp điện 3 pha, mình nhờ đứa em nó mở ruột, và trong lần này thì mình sẽ quay trở lại mình coi cái mã nó nha. Với rằng mã số 9 là 4,5 triệu đó, mình hứa với nó mình làm mà mình không làm được nó kỳ. Rồi bây giờ chúng ta coi ngược đi em ơi, quay qua đây đi, là anh đẩy qua đây quay ngược trong ra mới thấy được. Mặt còn lại nè, mình sẽ lật vô nãy mình coi được cái mặt rồi, bây giờ mình coi mặt còn lại nè. Đó, thì thực chất ông này là ông gắn là một con MOSFET, một con máy hàng que 20 MOSFET, hai con máy hàng que 20 MOSFET, ông ghép lại ông ra thành một con máy 400 ampe, rồi ông gắn vô vậy nè. Đó là cái cách của ông làm á. Mình tách hai cái bộ phận này ra thì quý hàng sẽ có được hai con máy hàng que, mỗi một con là sẽ được là 250 ampe. Hai con máy này nè, nếu mà tách rời ra là nó sẽ được mỗi con máy là 250 ampe đó. Mọi người muốn mình làm cho thành cái máy này thành hai mỏ hàng mình cũng làm được nữa. Riêng con máy này đó, là cái đó phải tốn thêm chút xíu chi phí mình làm cho cái thằng con máy này ra hai mỏ nha. Rồi, nó cũng là cái máy là mã số 8, giá là 5 triệu đồng nha các thằng. Con máy này ở trong nó là xài là IGBT là cái chắc luôn. Không biết nó bắt con ốc kia bằng cái gì không biết. Con này 4,5 triệu, ai mà khoái tin tưởng. Con máy này mình thấy nó mạnh hơn con máy Tân Thành luôn á. Máy Tân Thành nãy đo có 350, con này đo được 380, có nghĩa là gần đạt với dòng thật luôn. Này của đám Singapore nó làm. Rồi mở ra. Vậy là có liên quan tới cái tay nắm này. Rồi mọi người cũng coi luôn nha, mình sẽ mở vỏ cho mọi người coi chứ để mất công hứa hẹn hoài không coi được. Có liên quan tới cái vỏ này làm gì mọi người coi, mình đã hứa giúp ai rồi mình cũng làm cho tới. Nhớ nè, đây mở được rồi đó, bên kia nó đang dướng hai con ốc kia mình mở không được. Rồi mọi người coi nè, ruột của bên trong mà thấy đường khỉ á, quá xịn hào luôn. Máy rồi quý khách nhìn cái biến thế khủng bố không? Hai con diode xung ngõ ra nhìn cũng khủng bố không? Cái mặt bên kia là nó xài IGBT, con máy này dữ dằn hơn con máy Tân Thành luôn á. Mà mình bán 4,5 triệu là rẻ đó nha quý thằng, không có mắc đâu nha. Máy này còn đẹp lắm à. Đúng là cái đám Singapore nó đặt ở bên Trung Quốc làm tốt. Hai con diode xung ngõ ra là thấy ngon lành rồi quý thằng, thấy không? Rất là chuẩn mực, biến thế là cũng chuẩn mực luôn. Rồi, mọi người coi vậy là tới đây cũng đã đạt đủ độ tin tưởng ra. All well, all unique for welding. Thì đây là máy của Singapore thiệt, còn nó sản xuất thì chắc chắn cũng là ở Trung Quốc nha quý thằng. Thì tất cả hai con máy mã 8, mã 9 này là mình bán giùm đứa em ở trên Bình Phước. Thì nhưng mà mình cũng nhận trách nhiệm là mình bảo hành cho nó. Đó, mình có trách nhiệm với quý khách hàng trên kênh YouTube này. Mỗi máy mình đều bảo hành 1 năm hết nha quý khách hàng nha. Rồi, bây giờ video cũng đã quá dài và mình xin phép dừng video tại đây. Chúc tất cả quý khách hàng có một ngày thật đẹp và thật an bình. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng nha.